Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá Hot nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính đáng chú ý có trong ngày. Kính thưa quý vị, ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt hoàn thành thi đấu tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và trở về nước, huấn luyện viên Philip Chuzer công bố danh sách tập trung đội tuyển U23 Việt Nam đợt thứ hai trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024. Theo đó, các cầu thủ được huấn luyện viên Chu triệu tập bao gồm thủ môn Văn Việt, hậu vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Hồng Phúc, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng. Các tiền vệ là Đinh Xuân Tiến, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang, tiền đạo Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Minh Quang. Đáng chú ý trong các cầu thủ được bổ sung không có Văn Trường và Quốc Việt. Ở giải U23 Đông Nam Á 2023, Văn Trường có tình huống nổi nóng ở trận gặp Philippines tại vòng bảng. Sau đó cầu thủ này không được thi đấu tại trận chung kết. Trong khi đó, quốc Việt đã hỏng quả 11 mét ở trận chung kết với Indonesia, khiến Anh bị mất điểm. Trong số 22 cầu thủ được huấn luyện viên Philip Choozer triệu tập ở danh sách đầu tiên, những cái tên như thủ môn Cao Văn Bình, Đoàn Huy Hoàng, hậu vệ Đặng Tuấn Phong, Võ Minh Trọng, Hồ Văn Cường, tiền vệ Huỳnh Thế Hiếu, Lê Quốc Nhật Nam được giữ lại. Sau khi V-League 2023 kết thúc, các cầu thủ như là hậu vệ Trần Quang Thịnh, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Nhàn cũng đã lên tập trung cùng đội tuyển. Riêng cầu thủ Nguyễn An Khánh đang khoác áo U19 Sigma Olomo, câu lạc bộ Cộng hòa Séc đã về nước hội quân vào ngày 31 tháng 8. U23 Việt Nam với lực lượng chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024, hội quân tập luyện từ ngày 29 tháng 8 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Toàn đội có hơn một tuần tập luyện chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2024. Bảng C vòng loại U23 châu Á năm 2024 do Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn ra từ ngày mùng 6 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9 tại sân Việt Trì với 4 đội là U23 Singapore, U23 Guam, U23 Yemen và chủ nhà U23 Việt Nam. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn đội xếp thứ nhất giành vé trực tiếp, đội xếp thứ nhì sẽ cạnh tranh với 9 đội nhì bảng còn lại ở 10 bảng đấu để chọn ra 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á cùng với chủ nhà U23 Qatar. Theo lịch thi đấu U23 Việt Nam có trận ra mắt gặp U23 Guam vào ngày mùng 6 tháng 9, gặp U23 Yemen vào ngày mùng 9 tháng 9 và gặp U23 Singapore ngày 12 tháng 9. U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2024 với thành phần tốt nhất của lứa U23. Chiến dịch này có thể sẽ chứng kiến sự thay đổi rõ nét của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philip Chuzer. Sau khi lực lượng đã được sàng lọc và rèn rũa qua các giải đấu là Doha Cup, SEA Games 32, U23 Đông Nam Á 2023. Hiện tại U23 Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 tại Phú Thọ với thành phần 35 cầu thủ. Nòng cốt của danh sách này là những cầu thủ đã tham dự SEA Games 32 cùng với huấn luyện viên Dư kết hợp một số gương mặt mới. Tuy nhiên, lấy SEA Games 32 làm mốc so sánh thì đội hình tối ưu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ có những sự thay đổi đáng chú ý. Trong khung thành, Quan Văn Chuẩn là người đã bắt chính tại SEA Games 32 và giải U23 Đông Nam Á 2023. Tuy nhiên, thủ môn này không có tên trong danh sách U23 Việt Nam tập trung đợt này do bị AFC treo giò hai trận, nhận thẻ đỏ trực tiếp ở tứ kết U23 châu Á 2022. Bởi vậy, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ có thủ môn số 1 mới ở vòng loại U23 châu Á 2024. Nhiều khả năng vị trí này sẽ thuộc về Nguyễn Văn Việt, người đã bắt chính cho Sông Lam Nghệ An tại V-League năm 2023. Trong khi hai thủ môn còn lại là Cao Văn Bình, Đoàn Huy Hoàng mới chỉ có kinh nghiệm thi đấu ở các giải trẻ. Ở hàng hậu vệ, huấn luyện viên Philip Chuzer có thể sẽ tin dùng bộ ba là Nguyễn Ngọc Thắng, Trần Quang Thịnh, Phan Tuấn Tài trên hành trình đoạt huy chương đồng SEA Games 32. Nhưng hiện tại chỉ có Phan Tuấn Tài tạm chắc xuất trung vệ lệch trái khi đã đảm nhận vị trí này ở đội tuyển quốc gia và cũng thường xuyên đá chính tại Việt theo FC. Hai vị trí còn lại của hàng phòng ngự sẽ là cuộc cạnh tranh gay gắt khi Lương Duy Cương, Trần Nam Hải, Giáp Tuấn Dương hay Nguyễn Đức Anh đều đã có sự tiến bộ trong thời gian qua. Bên cánh phải Hồ Văn Cường đang là tài năng nổi bật nhất ở vị trí này. Tuy nhiên cánh trái của U23 Việt Nam đã có thể sẽ chứng kiến Khuất Văn Khang và Võ Minh Trọng so kè để chiếm xuất đá chính. Cặp tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam có lẽ sẽ là bài toán ai đá cặp với Nguyễn Thái Sơn bởi lẽ cầu thủ thuộc biên chế thanh hóa đã có bước tiến thần tốc gây ấn tượng ở cả v-league lẫn đội tuyển quốc gia trong thời gian qua hoàng văn toàn có lẽ là nhân tố đang được chờ đợi ở vòng loại u23 châu á 2024 bởi lẽ tiền vệ này được thi đấu thường xuyên và có những đóng góp rõ nét trên hành trình vô địch v-league 2023 của câu lạc bộ công an hà nội màn thể hiện ở câu lạc bộ là yếu tố khiến văn toàn trở nên nổi bật hơn những người đã tham dự sea games 32 gồm có huỳnh công đến Nguyễn Đức Phú và Lê Quốc Nhật Nam. Trên hàng tiền đạo, huấn luyện viên Philip Chuzer sẽ có dàn hỏa lực hùng hậu hơn khi vòng loại U23 châu Á 2023 khép lại, cho phép đăng ký 23 cầu thủ thay vì 20 cái tên như SEA Games 32. Ngoài ra thì U23 Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại của Võ Nguyên Hoàng sau chấn thương và có Nguyễn Minh Quang, Đinh Xuân Tiến vừa tỏa sáng tại giải U23 Đông Nam Á 2023. Nhiều khả năng huấn luyện viên Philip Truser sẽ thực hiện nhiều thử nghiệm ở hàng tiền đạo của U23 Việt Nam thay vì cố định với công thức Lê Văn Đô, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Nhàn như tại SEA Games 32. Xong quá trình chuẩn bị về mặt con người lẫn đấu Pháp, huấn luyện viên Truser cùng ekip huấn luyện sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu nghiên cứu về 3 đối thủ trong bảng đấu của mình, từ đó đưa ra những kế hoạch phù hợp cho hoạt động huấn luyện của U23 Việt Nam. U23 Singapore nằm trong nhóm các đội bóng yếu thuộc hạt giống số 2 tại SEA Games 32. Đại diện đến từ đảo quốc sư tử thua dễ U23 Việt Nam với tỷ số 1-3 và đứng chót vòng bảng. Trước đó thì U23 Singapore cũng xếp cuối ở cúp tứ hùng Milan ngay trên sân nhà. Thành tích đi xuống của đội U23 từ đầu năm 2023 khiến Hiệp hội bóng đá quốc gia này không đăng ký tham dự môn bóng đá nam ASEAN 19. Phần lớn những gương mặt đã thất bại trước U23 Việt Nam trên đất Campuchia hồi tháng 5 sẽ tái đấu với thầy trò huấn luyện viên Philip Chuzer ở vòng loại giải U23 châu Á 2024. Một cơ hội mở ra cho U23 Việt Nam tìm kiếm chiến thắng tiếp theo trước đối thủ. U23 đảo Guam thì là một đội bóng còn non trẻ, thuộc nhóm hạt giống số 4, được nhận diện là yếu nhất tại vòng loại giải U23 châu Á 2024. Đại diện đến từ châu Đại Dương chính là kho điểm cho ba đội trong bảng cố gắng ghi thật nhiều bàn thắng để đua tranh về chỉ số phụ. Nếu có xảy ra tình trạng bằng điệp. có lẽ là U23 Japan chính là ẩn số và là đối trọng với thầy trò huấn luyện viên Chu trong cuộc đua ở bảng C này. Nếu hai đối thủ U23 Singapore và U23 Japan chưa vượt qua vòng loại thì đại diện đến từ Tây Á này từng hai lần góp mặt ở vòng chung kết giải U23 châu Á. Thể hình, thể lực lẫn những pha lên bóng tốc độ vốn là điểm mạnh của bóng đá Yemen, cảnh báo gây ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam. Song các học trò của huấn luyện viên Chuzer có kinh nghiệm từng đối đầu với các đối thủ Tây Á nên sẽ có tâm thế chuẩn bị kỹ về mặt tâm lý chiến. Nằm trong bảng đấu vừa sức cùng lợi thế được chơi trên sân nhà, U23 Việt Nam có nhiều cơ hội đứng đầu bảng C để đoạt tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết. Song rủi ro sẽ hiện ra với toàn đội nếu chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng. Trong 11 bảng đấu vòng loại giải U23 châu Á 2024, ở bảng K chỉ có 3 đội tham dự, để tạo tính công bằng khi mà xét điểm số giữa 11 đội xếp nhì vòng bảng. Ban tổ chức không tính kết quả đối đầu của đội đứng nhì với đội đứng cuối thuộc bảng A đến bảng G. Danh hiệu vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023 mà thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đạt được ở Thái Lan vừa qua, phần nào đã vô tình trở thành áp lực không nhỏ cho huấn luyện viên Chu Dư. Năng lực của nhà cầm quân người Pháp từng bị nghi ngờ khi dẫn dắt U22 Việt Nam và nhận thất bại ở SEA Games 32 vào tháng 5 năm 2023. Thời điểm đó, đoàn quân của ông Chuzer đã thua U22 Indonesia ở bán kết, trở thành cựu vương ở sân chơi Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Vì sao chỉ với lực lượng là lứa U18, U20, nhưng U23 Việt Nam của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể triển khai lối đá tốt hơn, kiểm soát bóng, chủ động tấn công, thắng đậm tuyển U23 Malaysia, Vượt qua U23 Indonesia trong loạt sút luân lưu 11m cân não ở trận chung kết căng thẳng. Màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đại giải U23 Đông Nam Á 2023 hẳn sẽ giúp ích rất nhiều cho huấn luyện viên Trù Dư nhằm tìm ra chìa khóa thành công cho đội U23 quốc gia ở vòng loại giải U23 châu Á 2024. Vòng loại giải U23 châu Á 2024 chính là chặng khởi đầu của U23 Việt Nam hướng đến vòng loại Olympic Paris 2024. 16 đội bóng vượt qua vòng loại của sân chơi châu Lục sẽ tranh tài ở vòng chung kết để tìm ra ba đại diện xuất sắc nhất đoạt tấm vé đến thủ đô Paris giữa ngày hội lớn của thể thao thế giới. Xong đó là câu chuyện sang năm. Còn nhiệm vụ tháng 9 tới, huấn luyện viên Chuzer và các học trò là phải vượt qua bảng C thuộc vòng loại giải U23 châu Á năm 2024 cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh bóng đá hot xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo